trong một bài báo vào năm 2018 được đăng trên tạp chí Sinh học Vũ trụ Quốc tế. Trong đó, các tác giả đã thảo luận một giả thiết nói về việc có thể đã có các nền văn minh công nghiệp cổ đại từng tồn tại trên trái đất trước cả con người từ rất lâu về trước. Các nhà thiên văn học đã tưởng tượng ra một nền văn minh tiên tiến trước khi con người xuất hiện và suy nghĩ liệu có thể phát hiện ra một nền văn minh công nghiệp trong hồ sơ địa chất. Và họ gọi đó là giả thuyết Silurian, dựa trên người Silurian, là chủng người bò sát xuất hiện trong series phim nổi tiếng Doctor Who. Nhưng khoan đã, hôm nay chúng ta sẽ không nói về người Silurian hay phim Doctor Who trong video này. Chào mừng các hành khách đã quay trở lại với máy thời gian, tôi là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi qua các thời kỳ của trái đất. Ngày hôm nay sẽ là kỷ Silurian hay kỷ Silua. Tinh máy thời gian đã chính thức mở gói hội viên dành cho những bạn muốn ủng hộ kênh. Điều này góp phần tạo cho đội ngũ của máy thời gian có thêm động lực để phát triển cho kênh YouTube và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều! Khảo cổ học, hệ thống địa tầng của kỷ Silua đã được định danh bởi nhà địa chất người Scotland Roderick Murchison khi ông nghiên cứu các tầng đá trầm tích chứa hóa thạch ở miền Nam Wales vào đầu những năm 1830. Cảm hứng tên gọi của kỷ này là dựa theo một bộ lạc người Keo cổ xưa ở Wales, người Silua. Việc đặt tên này là nghe lời khuyên từ bạn ông là Adam Sedgwick, người trước đó đã đặt tên cho kỷ Cambri. Tuy nhiên, sự khám phá này nhanh chóng dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong giới khoa học khi người ta phát hiện ra rằng kỷ Silua mà Murchison xác định lại chồng chéo với kỷ Cambri mà Sedgwick đã nghiên cứu. Điều này không chỉ gây ra những tranh cãi sôi nổi giữa hai nhà khoa học mà còn đẩy mối tình bạn giữa họ vào tình trạng căng thẳng khi cả hai không xác định được những tầng đá giữa kỷ Cambri và kỷ Silua sẽ thuộc vào kỷ nào. Cứu cánh cho vấn đề này chính là công trình của Charlie Lockwood, một nhà địa chất học người Anh. Ông đã đề xuất một giải pháp là những tầng đá mà hai nhà khoa học trước đó đang tranh chấp sẽ được xác định thành một hệ địa tầng hoàn toàn mới, gọi là kỷ Ordovic. Kết quả là không chỉ giải quyết được mâu thuẫn giữa Murchison và Sedgwick, mà còn đặt nền móng cho hệ thống phân loại địa tầng hiện đại mà chúng ta biết đến ngày nay. Kể từ đó, những hiểu biết về kỷ Cambri và kỷ Silua nằm cạnh nhau không còn nữa. Điều kiện tự nhiên, kỷ Silua là kỷ thứ 3 của đại cổ sinh. Bắt đầu sau khi kỷ Ordovic kết thúc cách đây khoảng 443 triệu 800 nghìn năm và kết thúc vào khoảng 419 triệu 200 nghìn năm. Trong phần lớn kỷ Silua, trái đất lúc này được đại dương Panthalassa rộng lớn bao phủ khắp các khu vực gần cực Bắc, còn siêu lục địa Gondwana kéo dài khắp Nam Bán Cầu và ở quanh xích đạo là một chuỗi 6 tiểu lục địa. Những tiểu lục địa này bao gồm Bắc Mỹ, Na Uy, Đông Âu, Siberia, một phần Kazakhstan và Trung Quốc ngày nay. Vào kỷ Silua, các lục địa có độ cao thấp kết hợp với mực nước biển toàn cầu cao hơn nhiều so với hiện tại đã khiến cho các khu vực lục địa rộng lớn bị ngập dưới mực nước biển từ nông vài mét cho đến độ hơn 100 mét. Trong kỷ Silua, không xảy ra hoạt động núi lửa nào đáng chú ý. Thay vào đó, giai đoạn này chứng kiến những quá trình hình thành các núi lớn tại Bắc Mỹ và châu Âu, dẫn đến sự ra đời của các dãy núi ở những khu vực đó. Sự kiện địa chất này được gọi là kiến tạo sơn, Caledonia, sự va chạm của ba lục địa nhỏ trong kỷ Silua, tạo nên các ngọn đồi và dãy núi mà chúng ta thấy ở Bắc Âu, quần đảo Anh và Bắc Mỹ ngày nay. Vào kỷ Ordovic, những khối băng khổng lồ được hình thành do nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Ngược lại, thì kỷ Silua lại có nhiệt độ ấm dần cho đến kỷ Devon. Nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn khá cao. Cụ thể, của biển là hơn 43 độ C và không khí là hơn 48 độ C. Điều này đã gây ra sự kết thúc thời kỳ băng hà cực đoan của kỷ Ordovic. Các tảng băng khổng lồ hình thành trong giai đoạn này bắt đầu tan chảy. Vì lý do này mà mực nước của các biển lớn bắt đầu dâng đáng kể. Việc mực nước biển tăng đã tạo điều kiện phát triển cho hệ sinh thái dưới nước, tạo ra sự hình thành của những môi trường sống biển mới và phồn thịnh hơn các kỷ trước. Có thể thấy, toàn bộ hành tinh được chia thành hai nửa rõ rệt và nửa trên là một đại dương rộng lớn bao phủ phần Bắc Bán Cầu và nửa dưới là một khu vực các lục địa ở Nam Bán Cầu. Chính vì thế, vị trí của các lục địa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến khí hậu của kỷ Silua. Trái đất sau đó rơi vào một giai đoạn nóng lên với nồng độ CO2 kéo dài suốt kỷ Silua. Các tảng băng tan dần và chỉ ở cực nam của hành tinh mới có băng. Đến giữa kỷ Silua, chúng gần như biến mất hoàn toàn.
các loài mới. Do mực nước biển toàn cầu dâng lên do băng tan, cho nên thay vì diễn ra trên mặt đất thì hầu hết các sự tiến hóa đều diễn ra dưới nước. Dù các sinh vật trên mặt đất phát triển không bằng ở dưới nước, các sinh vật trên lục địa vẫn đạt được những dấu ấn to lớn, như việc những khu rừng đầu tiên trên trái đất đã bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn này. Chúng được tạo nên từ các loài dương xỉ. Chúng hình thành dọc theo những dòng suối và hồ nước thưa thớt của thời kỳ này. Địa y là những thực vật quang hợp đầu tiên mọc trên bờ biển trải đầy đá của kỳ Silua. Theo thời gian, từ những loài rêu đơn giản đã có từ kỷ Ordovic, thì các loại thực vật không mạch mới như rêu sừng và rêu tản cũng bắt đầu xuất hiện. Kỳ Silua cũng đánh dấu cho sự xuất hiện đầu tiên của các thực vật có mạch trên cạn như Cooksonia và các chi Paracuaniathia thuộc ngành thạch tùng. Những thực vật kỷ này tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng chúng lại sở hữu hệ thống vận chuyển nước và chất dinh dưỡng rất phát triển. Chính những thực vật có mạch này là nền tảng cho sự phát triển của các thực vật bậc cao ngày nay. Từ những khu rừng nguyên sơ và nhỏ bé này, rồi sẽ mở đường cho sự tiến hóa của sự sống trên cạn về sau. Động vật. Chính vì khí hậu thay đổi, nên các tầng đá kỷ Silua có được một bộ sưu tập hóa thạch lục địa đầy thú vị hơn nhiều các kỷ trước. Dù các nhà khoa học đã tìm thấy các hóa thạch về các động vật trên cạn từ kỷ Ordovic từ trước đó, nhưng chúng lại không được nguyên vẹn và đầy đủ như các hóa thạch thuộc kỷ Silua. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra bằng chứng hóa thạch trực tiếp của các loài giun và bọ cạp đầu tiên sống trên cạn vào kỷ Silua. Thêm vào đó, các loài côn trùng lục địa nguyên thủy cũng đã xuất hiện trong giai đoạn này. Chúng sẽ là những ngọn cờ tiên phong cho một cuộc cách mạng trong hàng triệu năm sau, khi nhiều động vật đã tìm cách rời khỏi đại dương và sinh tồn trên cạn. Biển Silurian là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sinh học. Một số loài từ Ordovic vẫn tiến hóa đáng kể và gia tăng về số lượng trong giai đoạn này. Đặc biệt nhất về sự tiến hóa trong giai đoạn này là sự xuất hiện của các loài cá có hàm như các loài cá không giáp, Burkonia và loài cá xương, Enriolepis. Đây là một bước tiến quan trọng cho loài động vật có xương sống. Các loài cá cổ đại của kỷ Silua có thể truy đuổi con mồi và tự vệ trước kẻ thù do sự phát triển của bộ hàm và răng. Cuộc cạnh tranh này đã trở thành động lực chính trong sự tiến hóa của các loài động vật có xương sống sau này. Khi các loài săn mồi tiến hóa, thì con mồi của chúng cũng sẽ phát triển một loạt các biện pháp tự vệ để sinh tồn. Hơn nữa, loài Saurolepis, loài cá vây thủy đầu tiên từng được phát hiện, sống trong kỷ Silua và được coi là tổ tiên của các loài động vật di chuyển bằng bốn chân Tetrapod sau này. Đặc biệt, hóa thạch của chúng được tìm thấy ở Vân Nam, Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam ngày nay. Dù Việt Nam vẫn chưa tìm được hóa thạch khủng long nào, nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào rằng đã tìm được hóa thạch cụ tổ của các loài trên cạn, kể cả khủng long. Kết thúc kỷ Silua, việc nước biển ấm dần sau một thời kỳ băng hà kéo dài ở kỷ Ordovic, thì cuộc tuyệt chủng cuối kỷ Silua được xem là một cuộc tuyệt chủng bảng lề, khi nó chỉ chấm dứt những sinh vật nhỏ không quen với môi trường ấm, chủ yếu là các động vật tay cuộn và các loài san hô cổ, mở ra một thời kỳ cho các động thực vật lớn phát triển. Từ cuộc tuyệt chủng này sẽ tạo điều kiện để trái đất xảy ra một vụ nổ sự sống tương tự như vụ nổ kỷ Cambri, sự bùng nổ thực vật kỷ Devon hay còn được gọi là cuộc cách mạng toàn cầu kỷ Silua Devon. Và đó là câu chuyện về kỷ Silua, một thời kỳ êm dịu và tạo bản lề để một mùa xuân mới đến với trái đất. À, còn mấy người được gọi là Silurian trong Doctor Who là do người tìm ra họ không xem video các kỷ của máy thời gian, cho nên đã bị nhầm lẫn các thời kỳ. Đáng lẽ nên gọi họ là Jurian hay Resian mới phải. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!